Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, đây chính là một cái đối tượng trong cái vụ trộm mà phải nói rằng là có 102 ở tại Việt Nam. Thì như mọi người biết rằng đối với những cái vụ trộm ở đường phố ấy, thì cái việc là trộm gương rồi thì trộm bình ắc quy, không dừng lại đó thì còn có một số kẻ còn đi hút cả dầu của xe của người khác. Thì những cái vụ trộm đó ấy, thì nó xưa rồi, đây mới là phải nói rằng là trộm này mới là trộm. Thì tên này còn chơi luôn, thuê luôn cả một cái xe cứu hộ giao thông tới để cẩu trộm hai chiếc ô tô đắt nhất trong một cái sân chung cư ở tại Hà Nội. Thì công an của quận Cầu Giấy hôm 3 tháng 9 cho biết thì đơn vị đang tạm giữ Hoàng Phi Long, 35 tuổi, ở huyện Thạch Thất của Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, ngày 25 tháng 8, một phụ nữ đến công an của phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để trình báo về việc gia đình bị mất trộm hai chiếc xe ô tô là Land Cruiser và xe Grand Cherokee để trong sân của chung cư tại khu vực Nam Trung Yên. Thì qua quá trình điều tra thì công an quận Cầu Giấy xác định nghi phạm là Hoàng Phi Long, 35 tuổi, ở Thạch Thất của Hà Nội nên là tiến hành bắt giữ. Thì bước đầu, Long khai nhận ngày 24 tháng 8 khi đi qua khu vực Nam Trung Yên thấy có nhiều xe ô tô đỗ mà không có người trông nên nảy sinh ra cái định trộm cắp. Thì Long đi thuê dịch vụ xe cứu hộ giao thông đến để cẩu hai chiếc ô tô trên. Khi nhân viên của công ty cứu hộ ô tô đưa xe đầu kéo đến thì Long thản nhiên chỉ vào hai chiếc ô tô đắt tiền nhất ở khu vực trên và yêu cầu là nhân viên cứu hộ cẩu về nhà mình tại xã Thạch Hòa của huyện Thạch Thất. Thì sáng ngày 26 tháng 8 thì Long đưa chiếc xe Toyota Land Cruiser đến gara ô tô Đức Tiến ở cùng huyện để làm vệ sinh nội thất. Chiếc xe còn lại thì được Long mang đến một gara ô tô tại huyện Phúc Thọ làm lại số khung, số máy và thay đổi nội thất xe thành một chiếc xe khác hoàn toàn mới nhằm che giấu hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, ngay trong chiều ngày 26 tháng 8 thì Long đã bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Thì cơ quan chức năng cũng cho biết Hoàng Phi Long đừng có thời gian làm việc cho một gara ô tô chuyên sửa chữa ô tô và thay thế phụ tùng và nội thất. Thì Long cũng rất thành thạo về các kỹ năng luộc đồ, xả xe ra làm nhiều phần để bán phụ tùng hay biến hóa ngay cả chiếc xe của chủ nhân cũng không nhận ra chúng. Thì như vậy mọi người biết rằng thì đây là một cái vụ trộm mà phải nói rằng là có 102 ở tại Việt Nam. Thì sau khi thanh niên này phát hiện ra hai chiếc xe này không có người trông giữ, liền vì cái việc là đã đập kính. Vâng, anh thanh niên này đã đập kính và lái chiếc xe đó ra khỏi cái khu vực bãi đỗ xe. Sau đó thì gọi một chiếc xe cứu hộ đến và chỉ thẳng vào đó là xe của mình, yêu cầu là chở thẳng về nhà mình. Thì mọi người biết rằng thì đây là cái vụ trộm mà phải nói rằng là đình đám tại Hà Nội, vừa mới được mọi người biết đến cái câu chuyện này khi mà cơ quan chức năng họ đăng tải lên mạng xã hội. Thì phải nói rằng đây nói rằng là một vụ trộm phải nói rằng là khá là hy hữu tại Việt Nam, khi mà hai chiếc xe đắt tiền nhất khu vực chung cư của người ta mà ông lại dám vào, ông ấy đập kính, ông ấy lái ra ngoài đường, sau đó ông thuê xe cứu hộ cầu thẳng về nhà. Thì như vậy mọi người biết đây là một cái vụ chơi rất lớn ở tại Hà Nội mà vừa bị phía cơ quan chức năng họ bắt giữ. Thì đây là những thông tin mà mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết rằng là từ trước đến giờ những cái vụ mà trộm gương, trộm bình ắc quy thì nó quá xưa rồi, giờ còn chơi thuê hẳn xe cứu hộ để đi ăn trộm cho nó máu mọi người ạ. Thì đây là những thông tin mới nhất mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết. Còn thông tin gì mới mình sẽ lại cập nhật cho mọi người ở những video sau. Và video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.